Hôm nay chúng tôi tin rằng sẽ là một gương mặt rất thú vị. Chào tất cả các khán giả đang xem chương trình Ai Đến Hôm Nay ạ. Người xa đi vì anh đã mang lầm lỡ, hay tại vì sao em nói đi. Phần lớn những cái vai anh đóng đều là những vai hãm cảnh cạch. Nhưng ngoài đời không biết là diễn viên Hán Gách là một người như nào. Mình thích ăn một cái món, đó là món cơm khê. Thích làm cho những cặp đôi đang yêu nhau phải cãi nhau. Diễn viên Hán Minh Bách sẽ vượt qua những thử thách của chương trình như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Ai Đến Hôm Nay vào lúc 17 giờ thứ 6 ngày 30 tháng 9 trên kênh Star TV VTV Cap 12.